Thưa quý vị, sau vụ việc Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị kỷ luật vì những hành động không đúng chuẩn mực của một Hoa hậu, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết sẽ soạn ra những quy chế buộc các người đẹp sau khi đăng quang phải giữ gìn hình ảnh của mình. Trước đó không lâu, ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu Trần Thị Thu Ngân cũng đã cam kết gìn giữ hình ảnh cá nhân. Điều này cho thấy với các Hoa hậu bây giờ thì câu chuyện giữ gìn hình ảnh dường như đang được đặt lên cao hơn cả trách nhiệm xã hội. Vâng, và cũng liên quan đến chủ đề này trong chương câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một hoa hậu khác chia sẻ về việc giữ gìn hình ảnh của bản thân. Cô là một trong những hoa hậu nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ phía công chúng. Vậy cô là ai? Mời quý vị cùng theo dõi. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Cho đến nay, Hoa hậu Giáng My là người đẹp tại vị duy nhất ở cuộc thi này. Hơn 20 năm đã trôi qua, cô gái có vẻ đẹp hiền hậu, dịu dàng ngày nào đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, một MC truyền hình nổi tiếng, một nhà thơ, một diễn viên. Dù ở danh xưng nào thì cho đến nay, Hoa hậu Giáng My vẫn được khán giả và người hâm mộ vô cùng yêu quý vì bản thân chị luôn giữ gìn được hình ảnh chuẩn mực của một hoa hậu, một người đẹp. Không scandal, không phát ngôn gây sốc, không có những hành động cử chỉ gây tai tiếng. Giáng My là một trong số ít hoa hậu ở Việt Nam hiện nay để lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Thưa quý vị, rõ ràng 20 năm là khoảng thời gian rất dài cho sự tỏa sáng của một nhan sắc. Nhưng đến giờ phút này, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn luôn được nhắc đến là hoa hậu có hình ảnh sạch, không scandal. Vâng, và trong cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình cùng với phóng viên của Cuộc sống 24 giờ thì chị đã chia sẻ rất nhiều những cái quan điểm sống cũng như là chặng đường mà chị đã nỗ lực tạo được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, và đồng thời chị cũng có cái nhìn thẳng thắn về các cuộc thi hoa hậu hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi trò chuyện này. Xin chào chị Giáng My. Đã hơn 20 năm kể từ khi chị đăng quang danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng đến nay thì tôi vẫn thấy một Giáng My rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Chị cảm thấy thế nào khi mà đã hơn 20 năm rồi vẫn chưa có một người để kế tiếp cái danh hiệu đấy của mình? Có lẽ là đây cũng là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn bè đã hỏi vui mình là tại sao mà cứ giữ vương miện mãi. Và mình nghĩ rằng có lẽ là đấy cũng là một trong những cái điều rất là thú vị đối với lại cái danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng. Cho đến bây giờ thì cũng đã mấy chục năm trôi qua và mọi người thì vẫn trìu mến gọi là Hoa hậu Giáng My. Nhưng thực ra phải là cựu Hoa hậu từ lâu rồi. Chị Giáng My thân mến, chị là một Hoa hậu thực sự rất đa tài. Vừa là một doanh nhân, vừa là một MC, rồi chị lại còn làm thơ, chơi nhạc nữa. Vậy thì thực ra chị thích khán giả biết đến chị cũng như là gọi chị trong một cái danh xưng nào? Thực ra đơn giản thì cứ gọi là Giáng My, bởi vì trong mỗi một cái vai trò thì đều là một cái sự đam mê cháy bỏng, đều là một cái sự hết lòng, và vì là một cái người mà được đào tạo rất là chuyên nghiệp từ nhỏ trong môi trường âm nhạc, cho nên là mình luôn luôn khi làm bất cứ một việc gì thì đều làm cháy bỏng và hết lòng. Cho nên thực ra đơn giản nhất thì cứ gọi là Giáng My là cái điều mà mình thích nhất. Chị là một hoa hậu đăng quang trong những cái thời kỳ đầu tiên của các cuộc thi nhan sắc. Những thời đó thì những hoa hậu đăng quang thì thường rất là được lòng công chúng. Nhưng mà cái thời gian gần đây thì những cái danh hiệu hoa hậu ấy, khi mà đăng quang thì luôn bị công chúng soi xét hoặc không bị gắn với những scandal. Theo chị thì ở thời của chị, ở những nhan sắc như chị đã biết xây dựng hình ảnh tốt hơn hay là do cái môi trường lúc đó nó không nhiễu loạn như bây giờ? Có lẽ là mỗi một thời kỳ thì cái vẻ đẹp mà có thay đổi. Và theo quan điểm của người Việt Nam chúng ta thì thích một cái vẻ đẹp hài hòa. Tức là cái tổng thể hài hòa này thì nó phải vừa là vẻ đẹp từ trong tâm hồn, từ trí tuệ ra đến vóc dáng. Nhưng mà có lẽ là rất là nhiều người bị áp lực, ban tổ chức bị áp lực cả phải chọn một cô thật là cao để còn đưa đi thi Hoa hậu thế giới. Thì ở những cái chiều cao mà như người châu Á chúng ta mà cao khoảng 1m70 đến 80 thì thân hình thường là không hoàn hảo. Bởi vì cái vóc dáng của người châu Á là khi mà anh rất cao thì thường ngực và mông anh không có. Còn khi mà cái cơ thể của anh vừa phải cân đối thì cái cơ thể của anh nó lại rất là hài hòa. Thì đấy là một trong những cái nhược điểm của vóc dáng châu Á là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là bây giờ gần như mọi người lạm dụng những cái về thẩm mỹ viện rất là nhiều. Mình thì mình rất không phải là không ủng hộ cái chuyện thẩm mỹ. Nếu như bạn không đẹp thì bạn có thể đi sửa những cái phần mà khiếm khuyết, nhưng mà làm sao cho nó duyên hơn. Nhưng bây giờ thì trong các cuộc thi là không có rõ về cái quy chế
rằng là anh, nếu mà anh phải có vẻ đẹp tự nhiên, trời phú thì anh được đi thi, hay là thậm chí là anh có thể thẩm mỹ viện đi thi, thì những cái quy chế đó phải đưa ra rất là rõ ràng là một. Cái thứ hai là phải có những bác sĩ thẩm mỹ và những cái người mà rất là giỏi về chuyên môn, về hình thể học, về những cái mà gọi là khuôn mặt tự nhiên hay là qua phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy chúng ta cần phải đưa ra quy chế rất là rõ ràng, thì lúc ý chúng ta sẽ không bị những cái sự mà dư luận thấy rằng là ở cái này có vẻ như không được công bằng, tại sao cái cô này cô không được đẹp mà cô lại được giải. Thì những cái quy chế đó chúng ta chưa rõ ràng nó gây ra những cái làn sóng dư luận. Các chị là những người đã thành công trong việc xây dựng một cái hình ảnh cho riêng mình. Thế nhưng các hoa hậu bây giờ họ rất hay dính phải scandal liên quan đến cái việc hình ảnh, đặc biệt là trong những năm gần đây. Thì theo chị là do cái môi trường bây giờ nó khiến cho họ rất khó khăn trong cái việc tạo dựng thương hiệu của bản thân, cái hình ảnh của bản thân, hay là do yếu tố nào khác nữa? Không, thực ra thì chúng tôi ngày xưa hoàn toàn không hề biết một chút nào về những cái vấn đề mà PR bản thân. Bởi vì như là tôi chia sẻ với bạn, tôi đến cái bộ quần áo mặc mà hơn bạn bè còn thấy ngại. Không phải là như bây giờ, chúng tôi chia nhau từng cái bánh mì, chúng tôi chia nhau từng cái quần, cái áo. Nếu bạn nào mà phải đi một cái việc gì quan trọng là sẵn sàng nhường cái áo cho bạn mặc. Và khi mình có một cái áo mới mà xung quanh các bạn mình không có thì mình lại thấy ngại ngùng. Cho nên cái tư tưởng ngày xưa tức là rất là đoàn kết và sống chia sẻ với nhau. Với một cái thời kỳ khó khăn thì cuộc sống lại làm cho con người ta rất là tốt đẹp. Còn bây giờ thì thực ra cái sự cạnh tranh nó quá khốc liệt, truyền thông quá nhiều, và đôi khi cái định hướng của truyền thông của chúng ta vẫn còn có rất là nhiều cái lỗ hổng. Cho nên là mạnh ai người làm. Nếu như bạn để ý ra thì hiện nay có quá nhiều các cuộc thi mà tôi không biết là xuất hiện ra từ đâu, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống rất nhiều những danh hiệu quá lớn mà tôi lại thấy rằng chất lượng hoàn toàn không có. Thì tất cả những đó nó làm cho cái thị trường mà được gọi tên là hoa hậu náo loạn. Có thể nói rằng là trong thời gian này là náo loạn lên. Và ngay cả về hình thức, về nhan sắc hay là về cách PR cũng vậy. Có những cái người, người ta cống hiến vô cùng nhiều nhưng người ta thầm lặng và người ta không có giải thưởng. Bỗng nhiên ở đâu rơi xuống những người, những danh hiệu rất là lớn mà cả một xã hội chưa bao giờ thấy họ cống hiến gì cả. Đấy cũng là một trong những cái điều mà làm cho xã hội hiện nay rất là nhiều người quay lưng lại với hoa hậu. Là bởi vì các hoa hậu, phần lớn các hoa hậu ngày xưa thì không phải là được tạo dựng, mà do chính cái giá trị gia đình và xã hội lúc đó đã tạo dựng cho họ thành thép đã tôi thế đấy. Tức là tự họ, bản thân họ, họ sống với một cái phong cách, với một gia đình và với cái đào tạo được một cách là biết nhìn trước, nhìn sau, biết nghĩ cái điều gì trước khi mình hành động và nói một lời nói ra làm đau lòng người khác hay là làm việc gì là phải có suy nghĩ. Còn bây giờ các bạn ấy được thực ra có cả một cái hệ thống backup quá tốt. Bạn không cần phải biết chọn đồ thì sẽ có một cái đội ngũ chọn đồ cho bạn. Bạn chỉ việc ngồi đấy thôi là có người make up cho bạn. Thôi thậm chí là bạn không cần nói gì là báo. Có thể bạn có thể để cho một bạn nào đấy viết rất hay và nói thay cho bạn luôn. Thì tất cả những đó nó tạo ra cái nền móng không vững vàng. Và khi bạn ấy đối diện với một câu chuyện gì đấy mà phải với cái nỗ lực của bản thân thì đã làm cho mọi người thất vọng. Hoặc khi mà cái nền tảng của gia đình của bạn không vững chắc và bạn không được một cái giáo dục tốt của gia đình, thì trong một cái rất là nhỏ bạn sẽ có cái phản ứng đúng như là con người bạn, chứ không phải như là một danh hiệu hoa hậu mà bạn đang đứng trước công chúng hay là bạn đã có một cái sứ mạng mang một cái hình ảnh đẹp của Việt Nam đi ra thế giới, hay cũng như bạn là đại diện cho một sắc đẹp, nhan sắc của Việt Nam để đứng đối diện với mọi người, để mọi người nhìn vào để mà thấy rằng là họ thấy giá trị thật sự của vẻ đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Chưa bao giờ nhan sắc Việt được mùa thi như năm nay. Có đến 4 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia đã diễn ra trong những tháng giữa năm 2016. Ngoài hai cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam, hai cuộc thi mới xuất hiện lần đầu trong năm nay là Hoa hậu biển Việt Nam 2016 và Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu. 4 cuộc thi lớn về nhan sắc được tổ chức thì cũng là 4 cuộc thi mang đến nhiều scandal bởi những câu chuyện lùm xùm về mua giải, về đấu tố lẫn nhau giữa các thí sinh. Dù chất lượng chuyên môn nhiều cuộc thi hoa hậu gần đây ngày càng kém đi, nhưng thi sắc đẹp vẫn là điểm nóng, thu hút những cô gái khao khát được đổi đời. Và không phủ nhận, chiếc vương miện và danh hiệu đã đem đến cho hàng loạt những cô gái trẻ từ nông thôn đến thành thị, những hợp đồng hình ảnh béo bở, những cơ hội để cuộc đời bước sang một trang mới. Không phủ nhận được rằng thì các cuộc thi nhan sắc bây giờ nó giống như một cái thỏi nam châm mới thu hút sự chú ý của dư luận cũng như công chúng. Vậy thì là một hoa hậu chứ có nghĩ rằng hoa hậu hiện nay đang là một nghề không? Trong thời gian vừa qua thì tôi bắt đầu thấy bị buồn nản với lại quá nhiều hoa hậu, quá nhiều cái chương trình hoa hậu như là tôi vừa chia sẻ với bạn.
Không phải chỉ riêng nước Việt Nam chúng ta đâu, nếu như bạn bay sang Hàn Quốc hay là một số nước xung quanh thì các bạn cũng sẽ tâm sự rằng ngay cả các bạn nam giới cũng nói rằng nếu họ không đẹp thì lương họ dù cho năng lực của bạn cao đến đâu thì họ cũng bị thấp hơn những người đẹp hơn bạn trong công ty rất nhiều lần. Chính vì vậy mà ngay cả một cái xứ Hàn là cái xứ mà cả nam cả nữ phải đi phẫu thuật từng ly từng tí một để làm sao mình đến mình hoàn hảo hơn cô đồng nghiệp bên cạnh, chứ đừng nói là trong những cuộc thi hoa hậu. Và trong thời gian qua thì bạn cũng thấy rằng là một cái cô bé bỗng nhiên chớp mắt cái một ngày hôm sau trở thành hoa hậu, thế là các hợp đồng quảng cáo, cái số tiền cát xê gấp 100 lần với những cái điều bạn có thể làm được trước đây mà không cần phải cố gắng gì nhiều. Và với một cái đội ngũ bộ dậu chuyên nghiệp đó, tự nhiên cuộc đời của bạn là đang từ dưới này không cần phấn đấu lên một cái nấc nó quá cao, và bạn chưa chuẩn bị bất cứ một cái sự có một cái sự cố gắng hay là một cái sự phấn đấu gì để mà nhận lãnh một cái trách nhiệm lớn như vậy và nhận một cái số lượng tiền bạc, tài chính, cái sự lăng xê của mọi người vào lớn quá thì rất là dễ bị đánh mất mình, bởi vì bạn không có một cái sự cọ sát phải chuẩn bị gì cả. Thì tôi nghĩ rằng là trước đây, thời kỳ trước đây mặc dù khó khăn nhưng mà tất cả những cái người phụ nữ hoặc hoa hậu thời kỳ trước họ được rèn luyện trong một cái môi trường mà họ biết rằng là không dễ gì mà có thể làm họ gục ngã. Và cái nền tảng gia đình tôi cho rất là quan trọng. Trong mắt của công chúng thì chị luôn là một hoa hậu có một cái hình ảnh rất là sạch, nền nã, dịu dàng và luôn có những cái thành công trong cuộc sống. Trong khi các hoa hậu bây giờ thì thường gắn với những scandal. Chị có nghĩ rằng hình ảnh của mình quá là dịu dàng, quá là nhu mì, quá là hiền lành như thế sẽ trở nên nhàm chán trong mắt công chúng không? Có lẽ là từ trước đến giờ thì tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến bất cứ một cái điều gì về chuyện xây dựng hình ảnh, mà tôi luôn chỉ là chính tôi làm tất cả những cái điều tôi đam mê trong một cái gia đình mà đều là văn hóa và nghệ thuật. Thì từ nhỏ tôi vẫn luôn học tất cả mọi thứ mà tôi thích, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng là tôi phải làm một điều gì, tôi phải chiếm giữ một vị trí nào hay phải mua bằng được một cái giải nào đấy để cho mình có thêm những cái địa vị hoặc các thứ. Và bạn để ý ra thì tôi ngoài cái cuộc thi hoa hậu của những cái năm trước rất là lâu rồi, hoa hậu Đền Hùng ra, thì tôi không tham dự bất cứ một cuộc thi nào, mặc dù là mọi người mời rất là nhiều lần mỗi năm, nào là đi thi quý bà thế giới đi, rồi tham dự những cuộc thi này cuộc thi kia, hoặc thậm chí là chị ơi chị phải làm nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân từ lâu rồi, chị có đến mấy nghìn chương trình chị sản xuất rồi, chị làm cống hiến nhiều, sao chị không thế này thế kia. Nói chung là rất là nhiều những cái offer đối với tôi, nhưng mà tôi vẫn luôn say no, tôi vẫn luôn nói không với tất cả những cái chuyện ý, bởi vì tôi chỉ quan niệm một điều rằng là trong cuộc sống có lẽ cho cái sự tự nhiên đến bây giờ được cái sự yêu quý của mọi người, của khán giả, nó hoàn toàn là một cái sự hết sức là tự nhiên với những cái phấn đấu của mình, phấn đấu hoàn toàn thầm lặng. Tôi chưa bao giờ mà tự mình thuê một cái nhóm nào đấy hoặc là làm cái hình ảnh là để PR bản thân là đang làm cái gì. Và thậm chí tôi đóng bao nhiêu bộ phim nước ngoài đến bây giờ mọi người giật mình là ủa sao chị đóng bao nhiêu bộ phim liên doanh nước ngoài mà chưa bao giờ thấy chị PR trên báo chí, hoặc là làm rất là nhiều những chương trình với quốc tế, nhưng mà về cũng chỉ một cái tít nhỏ thôi, chứ không phải là như một bữa ăn tối hay là một cái điều mà một cô bé nào đi đến đâu một cái là thấy báo chí ngày hôm sau, thậm chí là chỉ một cái hắt hơi của các bạn ấy là người ta cũng nói đến vài ngày. Tôi cho rằng là cái giá trị đích thực là do chính con người mình làm ra hàng ngày, và tôi có thể làm cho những người xung quanh tôi rất đơn giản giản dị thôi, là những người xung quanh mình, những người nhìn thấy mình họ thấy vui và hạnh phúc, thì đối với tôi sứ mạng tôi chỉ cần nhỏ bé như vậy tôi cũng thấy vui. Và tôi cứ lẳng lặng làm những cái chuyện cho xã hội bằng đúng cái sức của mình, cũng không chèo kéo, không đi, bởi vì xã hội ngày nay á, khi mà bạn đi làm từ thiện mà bạn gào rú nhiều quá, bạn kêu gào thì người ta cũng nghĩ đến là có lẽ là bạn có mục đích riêng gì đấy, nguyên trong động cơ gì đấy. Cho nên cuối cùng tôi làm bằng cách rằng là những chương trình của tôi làm tôi có thể giúp được điều gì tôi cứ lẳng lặng làm, hay là khi tôi có một số tiền tôi bán những cái tập thơ của tôi đi được mấy trăm triệu, được một tỷ, thì tôi lẳng lặng đi đưa đến những cái nơi như là Lý Sơn, hay là cho những cái em nghèo trong những cái chùa hay là những cái trường trẻ mồ côi. Thì hàng năm chúng tôi đồng hành những cái chuyện rất là nhiều, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là cái đấy là bạn phải vỗ ngực xưng tên, xong bạn phải trở thành chủ tịch tập đoàn từ thiện, hay là bạn phải kêu gào như vậy. Thì mỗi người có một đường đi riêng, một cái cách riêng. Và tôi vẫn nhớ một câu triết lý rất hay rằng là bạn không cần phải đau to búa lớn, bạn hãy cố gắng theo cái cân nặng của bạn. Và tôi vẫn luôn nghĩ rằng là tôi là một người phụ nữ rất là mềm yếu và có thể xách một cái cân rất là nhẹ. Cho nên là tôi luôn làm theo cái cách của mình là như vậy. Xin được cảm ơn chị Giáng My đã nhận lời trò chuyện với phóng viên của VTC14 và xin chúc chị ngày càng thành công cũng như là sinh hoạt trong cuộc sống.